Ok. Hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Làm Fitness. Thì phụ nữ nên ăn gì để có một cái vòng eo thon gọn và săn chắc? Rồi, đứng dậy. Đây, đây là cái công trình của tôi, eo 59 đó. Eo mà nó rộng nó nổi mà cái quần nó thật. Đây, quay một vòng nè. Đó, anh lùi lại. Đây, đây, đây. Đây, đây. Đây, đây, bên này. Đó, thấy chưa? Eo 59 nè, thấy chưa? Eo này chắc còn nó còn dưới 59 luôn đó. Rồi, còn xuống, sit up liền. Rồi, cái vấn đề quan trọng đầu tiên đó là tinh bột. Bình thường á, một cái bữa ăn là buổi tối, đặc biệt á, là cái giấc buổi tối á, các bạn nữ ăn ít thôi. Bình thường á đó, hôm nay ăn á, là chỉ có nhiêu đây cơm thôi nè. Đó, nhìn các bạn nhìn cái chén cơm nè, có một phần một nửa, khoảng 40% một cái chén đầy. Và như vậy thì một chén cơm này nó rơi vào khoảng tầm 7 đến 80 calo. Tôi á, thì tôi đang tăng cơ, tăng cân, nên nam giới tôi ăn nhiều hơn. Một chén của tôi á, thì nó chà bá tới gì, rồi nó tới 200 calo. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng để mà có thể sở hữu cái cơ thể thon gọn hay cái cơ bắp, nó phụ thuộc rất nhiều vào việc cái lượng thịt nạc cơ thể của bạn ăn. Nhiều bạn nữ cứ nghĩ là ăn kiêng thì các bạn sẽ ăn rất là ít thịt, nên và kiêng hoàn toàn thịt heo, điều đó là sự sai lầm và không cần thiết. Tại vì khi mà các bạn thịt heo á, các bạn chỉ cần lưu ý á, là các bạn á, bỏ những cái phần trắng trắng mỡ heo ra, còn lại các bạn vẫn phải ăn ngon chứ. Các bạn ăn ngon, ăn này ngon không? Ăn ngon em mới hấp thu được, mới có cơ thể gọn là đúng không? Rồi, một búi thịt, đây một cục thịt, hai cục thịt, đôi khi là ba cục thịt đó, nhiều thịt như vậy luôn chứ không phải là ít đâu nha. Một chén cơm như thế này với thịt khoảng cỡ này là khoảng gần 80 gram thịt, nó rơi vào khoảng một chén gì khoảng 250 calo, tức là dựa trên cái tỷ lệ cơ thể. Unit cao 1m62, số đo vòng 1 là 90, số đo vòng 2 là 59, số đo vòng 3 là 90. Rồi, với cái chỉ số cơ thể đó và cân nặng hiện tại là 48,5 kg, thì unit còn một ngày khoảng 1.300 calo là đủ để duy trì cái mức cân nặng đó. Tuy nhiên trước đây khoảng 2 tháng trước thì Uni nặng khoảng 54 kg và vòng eo là khoảng 72 cm. Thì với cái kích thước cơ thể đó thì Uni bắt buộc sẽ phải còn một cái chế độ ăn tốt. Chế độ ăn tốt á, nghĩa là ăn rất nhiều rau. Nhìn cái tô canh rau này, một bữa ăn á, là nửa ký rau. Rất nhiều bạn nữ lười ăn rau, các bạn lười ăn rau thì với nam á, các bạn sẽ không thể có cơ bắp nét và cắt nét được. Tại vì rau nó giúp hạn chế cái việc hấp thu mỡ và hấp thu chất béo. Rồi, nha, ăn nhiều rau vô. Nhiều bạn nữ lười ăn rau, tôi không đảm bảo cơ thể đẹp. Còn chuyện tập chúng ta sẽ nói trong một video khác cùng với Juni. Nhưng riêng cái vấn đề các bạn muốn đẹp, các bạn phải chú ý cực kỳ đến việc ăn. Với bạn nữ hãy bớt tinh bột, ăn nhiều thịt lên, nhưng mà nạc nè. Nhìn cái cục thịt nè, nó nạc không à, nó đâu có mỡ đâu. Đó, múc thêm nhiều rau vô, nâu và nấm, lát không ăn múc ra, minh quả thôi. Đó, một chén gì đó, bình thường một buổi ăn là gì là được rồi. Nấm và rau rất là nhiều như vậy, và nó nghĩa là nó cân bằng dinh dưỡng. Đừng nghĩ đến việc là chưa, hãy nghĩ đến việc là ăn một cách khoa học trước khi bạn nghĩ bạn dùng bổ sung vô những gì đó. Tại vấn đề này nó chiếm đến 90 đến 95% các khả năng thành công của bạn trong việc duy trì một cơ thể săn chắc. Hoặc là bạn muốn có một cái phần cơ bụng 6 múi nét như thế này, nó đều phụ thuộc vào việc chế độ ăn của bạn, hay các khối cơ bắp vai nét như này đều phụ thuộc vào việc bạn ăn như thế nào. Rồi, tóm gọn của vấn đề, hãy chú ý chế độ ăn nha. Và tôi nói luôn là cái này nấu không có dầu ăn, không đường và gần như rất ít mắm. Em nấu cái gì? Nước mắm, bột nêm, nước tương. Rồi, không có đường đúng không? Khẩu vị có nhiều vùng miền nấu các bạn bỏ rất nhiều đường, bỏ khoảng tầm hả nửa muỗng đường vô gì luôn. Nửa muỗng đường, cái muỗng canh này mà các bạn đi, các bạn kho cái nồi thịt như thế này mà các bạn bỏ nửa muỗng đường, thậm chí là sao mà bạn nửa muỗng canh vô như thế này. Đó là cái vấn đề nghiêm trọng mà mình muốn lưu ý các bạn ăn quá nhiều đường, cơ thể hấp thụ quá nhiều cái mức đường và cơ thể của bạn nó sẽ tăng cái lượng mỡ lên rất là nhiều và rất là nhanh. Nên bớt đi cái lượng đường đó đi và cơ thể của bạn sẽ thay đổi để trở nên đẹp hơn nha. Kể cả nam lẫn cơ nữ, hãy bớt đường, bớt dầu ăn, ăn những cái món xào sơ gì, cái này em gọi nó là cái gì? Ram. Ram đúng không? Ram mà nước quá trời nước luôn. Để chan với cơm ăn. Bình thường có nhiều nơi người ta làm thịt, người ta kho quẹt rất nhiều đường, rất nhiều mắm, và đó cách ăn nó không mà cho bạn một cái cơ thể đẹp được. Còn cái này á, nấu nè, kho nguyên cái nồi, làm nguyên cái tô, làm nước không là nước,
nước nó sẽ trung hòa cái khả năng hấp thu đường và hấp thu chất béo nha. Nên đừng có đem đi kho quẹt giùm tôi cái. Tôi biết là đôi khi kho quẹt nó ngon, nhưng các bạn có thể ăn nhiều gì mà tập đi và ăn nhiều rau vô. Nấm cũng là nguồn dinh dưỡng rất là tốt, có chất đạm, có chất xơ, rất nhiều vitamin bị chay. Rồi, chúc các bạn có một bữa ăn ngon và cơ thể thon gọn, đẹp, dòng eo 59 như Yuni. Nhớ, muốn đẹp hãy chú ý vào vấn đề ăn. Tôi sẽ còn nói rất nhiều video về những vấn đề kinh nghiệm trong việc ăn uống nha. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Rai Long Fitness cùng với Yuni.